Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT từ sự kiện sàn Uniswap nhận tốc cần TBKT nha các bạn. Để tham gia EVM này các bạn click phần link mô tả của mình thì các bạn bấm nút start nha các bạn. Sau khi các bạn bấm nút start xong các bạn bấm vào một event này các bạn. Rồi, đây thì có hai cái event song song là một cái event nhận ăn chi tổng giải thưởng 10.000 USDT luôn nha các bạn. 10.000 USDT luôn. Còn các bạn bấm vào dòng ngôn sao là Asset Event nha các bạn. Cái đây là mình tham gia hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận event token TPT các bạn. Các bạn làm hai cái event song song luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào default token TPT nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Sau khi các bạn join vào nhóm chat nó có một cái captcha là captcha như thế này nè các bạn. Cấp tra số các bạn, rồi các bạn nhập số cấp tra các bạn lướt qua để mới join vào được các bạn. Vì mình dự án kia mình đã join rồi nên dự án này mình nó không có cấp tra các bạn. Nó có một số cộng cho tất cả các bạn cộng các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Rồi tiếp tục thì tại Twitter thì các bạn follow tại Twitter các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào qua đi. Đây thì tài Twitter này mà sao chắc nó lấy cái ID tài Twitter tài khoản trước của mình quá. Tài khoản trước của mình nó phá ra mình làm qua mấy kia rồi nên nó không cập nhật quá. Hay sao đâu mà sao nó không hiện dấu tiếng màu xanh nè các bạn. Thôi dù sao cũng theo dõi. Rồi các bạn mới đáp lại đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào chừng nữa nó có hiện cái mục submit detail nha tất cả các bạn. Các bạn bấm vào mục submit detail đây các bạn cập nhật cái địa chỉ với pin bi smart chain của tất cả các bạn nha các bạn. Với địa chỉ email nha các bạn. Rồi bạn bấm confirm nè. Rồi các bạn bấm vào submit detail các bạn áp cái địa chỉ với pin bi smart chain và email của mình nha các bạn. Vì mình add rồi nè các bạn. Các bạn làm hai cái event song song luôn các bạn. Thì cái event trước thì cũng dễ thôi các bạn. Thì các bạn bấm vào bot event nè các bạn. Rồi các bạn chat với bot nha các bạn. Thì các bạn join vào nhóm group trailer này nọ đâu. Vậy video đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.